nhau. Chúng tôi đã di chuyển từ số 1 nơi đội tuyển nữ đang tập luyện sang sân số 3 để giúp các bạn có được những thông tin, những hình ảnh về tôi chưa rõ khách nhận định cuối buổi tập ngày hôm nay thì mình sẽ chuyển sang chỉ định và đến lúc đó thì tôi